Rừng thông cổ thụ nổi tiếng Lang Biang bị thảm sát ngang nhiên, hàng trăm cây thông cổ thụ bị cưa hạ, nhiều cây bị chặt sát gốc, cả một khu rừng rộng lớn như một công trường trên dãy núi Lang Biang nổi tiếng ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Những ngày cuối tháng 5, BV Infinite nhận được cuộc điện thoại từ một người dân phản ánh tình trạng phá rừng tràn lan diễn ra trên dãy Lang Biang, thuộc lâm phần do Vườn Quốc gia Bi Đúp núi Bà quản lý. Người dân này cũng thông tin rừng ở đây đã bị tàn phá trong thời gian khá dài, nhưng chưa được cơ quan chức năng giải quyết triệt để. Tiếp nhận thông tin, BV đã nhập vai một người đi mua đất để tiếp cận đại công trường phá rừng này, men theo từng con đường nhỏ trơn trượt. Sau hơn một giờ đồng hồ, BV mới tiếp cận được hiện trường vụ thảm sát rừng tại núi Lang Biang. Tại hiện trường, một khung cảnh tan hoang hiện ra trước mắt, hàng trăm gốc thông cổ thụ có đường kính lên tới 50 đến 60cm đã bị cưa hạ không thương tiếc, cả dấu vết mới và cũ. Không những thế, nhiều cây thông lá đã chuyển sang màu vàng, héo khô, chết dần chết mòn bởi phía gốc đã bị băm nát. Càng di chuyển lên cao, mức độ tàn phá rừng càng khốc liệt. Nhiều gốc thông vừa mới bị hạ còn ứa nhựa tươi rói, cành và thân cây bị cắt thành từng khúc nhỏ, vẫn đang nằm ngổn ngang. Chiều ngày 29 tháng 5, trao đổi với BV về việc này, ông Lê Chí Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương cho biết, sau khi nắm thông tin phản ánh phá rừng trên núi Lang Biang, huyện đã cho lực lượng chức năng kiểm tra và đã có báo cáo kết quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại đây. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định vụ phá rừng xảy ra tại lô A2 và A3, khoảng 14, tiểu khu 112B với diện tích bị tác động là 6.436m2 và 129 cây thông ba lá thuộc nhóm 4 bị cắt hạ, ken gốc. Tổng khối lượng và trữ lượng lâm sản thiệt hại còn sót lại tại hiện trường là 45,804m3. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương cũng đã chỉ đạo Vườn Quốc gia Bi Đúp núi Bà chỉ đạo hạt kiểm lâm vườn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tiếp tục tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng, củng cố hồ sơ chuyển cơ quan chức năng khởi tố vụ án theo quy định nếu đủ điều kiện. Ngoài ra, theo ý kiến trong báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương, thì Vườn Quốc gia Bi Đúp núi Bà có trách nhiệm cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến vi phạm trên để phục vụ công tác điều tra, xử lý vi phạm. Về việc để xảy ra tình trạng phá rừng trên, phía Vườn Quốc gia Bi Đúp núi Bà lý giải, hiện tại trạm quản lý bảo vệ rừng của LPVR xã Lác được bố trí 4 công chức kiểm lâm. Do địa bàn quản lý rộng mà lực lượng bảo vệ rừng lại mỏng, hiện Vườn Quốc gia Bi Đúp núi Bà đang thiếu 17 biên chế nên không đủ lực lượng để tăng cường. Theo tìm hiểu của BV, tình trạng phá rừng thông ở đây đã xảy ra nhiều năm qua, đặc biệt tại vùng giáp tranh đất sản xuất nông nghiệp của người dân. Mục đích phá thông là để lấy đất sản xuất, thậm chí có tình trạng phá rừng để sang nhượng đất bất hợp pháp chỉ bằng tờ giấy viết tay, bởi giá trị đất tại đây khá cao. Trước đó vào năm 2004, quần thể núi Lang Biang đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là di tích thắng cảnh cấp quốc gia. Vũ Linh, Hải Dương.